Và xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Xin Sữa Cỏ Hải Dương. Và hãy nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những thông tin mà bọn em cập nhật về mới nhất theo ngày tháng. Và trong ngày hôm nay thì bọn em đang về được một mẫu xe nữa, đó chính là chiếc xe Kia Morning sản xuất 2010. Và đây là một chiếc xe tư nhân chính chủ, và em mua của chính chủ và của bà chị ở trong Thanh Hóa. Và chiếc xe thì có la răng đúc, nhìn rất là trường xe và đẹp, phải khoán hơn rất là nhiều. Và kèm theo đó chính là những chiếc cặp xe xi nhan. Còn đây là xe trong nước, đời rất là cao và mới màu đỏ như thế này thì anh em nào hoặc chị em nào mà hợp cái màu như thế này thì thực sự đây là một chiếc xe cực kỳ nổi trội khi chúng ta đang trên đường. Và cái màu của nó, màu đỏ luôn luôn rất là đẹp, nó nổi hơn, nổi bật hơn rất là nhiều so với những cái màu khác. Và chiếc xe cũng rất là nhiều đồ như là mạ chrome, tất cả các thứ khá là đẹp và tươi, màu đỏ đô. Các bác nhìn có thể nhìn thấy tổng quát chiếc xe, nhìn vô cùng mượt mà. Đây là phần sau của chiếc xe, các bác có thể nhìn kỹ cái lớp sơn rất là đẹp. Và phần ngang của chiếc xe này, chiếc xe cũng đã được lắp thêm cái đuôi gió này. Nhìn cái phần sau của chiếc xe thì nó không bị cọc mà nhìn nó đẹp hơn chút so với chiếc xe mà chưa lắp. Và một cái thanh nẹp màu đen giữa thì nó tạo cho cái phần thân của chiếc xe này nhìn có gì đó, có điểm nó nổi bật hơn. Nói chung về thân vỏ thì nó quá ngon. Những cái phần nẹp như thế này, mạ chrome như thế này tạo cho chiếc xe nhìn nó nổi trội hơn khá là nhiều so với chiếc xe mà nó chưa lắp. Màu đỏ rất là đẹp. Các bác có thể nhìn qua về nội thất, là đăng kiểm đây, đăng kiểm rất là dài đến tận tháng 2 2019. Khi chúng ta mua dòng xe này về đi sử dụng thì sử dụng là vô cùng hợp lý và nó rất là tiết kiệm xăng. Đây là phần nhựa tắp ni, các bạn nhìn thấy được rất là đen. Và cái độ sần của lòng bi này nó còn rất là đều. Và 4 tổng nâng hạ kính và gương hoàn toàn là chỉnh điện luôn các bác. Bên trong nội thất xe được bọc da rất là xịn. Da này là da loại xịn, nhưng không phải là da loại da mà da đệm. Mà là cái da này chúng ta ngồi rất là lâu bị xuống. Và xe đã được lắp màn hình, màn hình VCD đây các bác. Và lại được màn hình CD và cam nùi đầy đủ. Nội thất nhìn nói chung là được. Với mức giá 160 triệu thì một chiếc xe đời cao mà chạy rất là kinh tế. Ở phía sau của chiếc xe Tamni đây, quay cho các bác có thể nhìn thấy chi tiết về cái cửa luôn. Đây là cánh cửa. Thì đối với đời này thì thực chất là cũng không phải lo ngại gì về vấn đề mục mọt cả. Tất cả mọi thứ nhìn khá là ổn. Cái lỗ này để chúng ta khi cao này chúng ta không với ở ngoài mà chúng ta sẽ với ở trong, chúng ta cụp xuống. Em không có người này. Phần hậu xe các bác nhìn này, nói chung là rất là ổn đối với chiếc xe này. Đằng sau cái bọn Việt Nam này thì cái nhựa nó màu đen, nó cũng giống như cái bọn tay ớt Nemo ấy, nhựa thì nó màu đen. Nhưng mà cái nhựa của bọn này nói chung là nó dòng Kia nó luôn là giữ rất là chắc. Đằng sau thì có cốp kích thôi, không có gì, và một cái bình chống cháy. Nhưng mà cũng được. Với mức giá 160 triệu thì che mưa che nắng mà đi chung là dòng này thì xác định là không lỗ nhiều. Còn một màu đỏ rất là đẹp. Vì là trời hôm nay là trời nó thời tiết mưa, đâm ra là quay video clip nó sẽ không được chất lượng ảnh nó tốt cho lắm, bởi vì nó âm u, trời nó không được sáng.
Em chỉ quay qua chi tiết để cho các bác có thể nhìn thấy được. Cả hệ thống ngoài cánh cửa thì tí nữa em cũng sẽ quay cho các bác nhìn cái phần máy móc của nó. Dòng này chạy thì xuống một đường để cho anh em mà đi thị trường thì bắt đầu ok, xăng rất tiết kiệm, trần được bọc lại da, khả năng phải sang bên kia để quay thì nó nhìn cái màu da nó lên, trần lại được bọc lại da rất là căng. Da màu cam nhé, da màu cam. Em sẽ nổ máy lên cho các bác nghe được cái tiếng máy của nó. Cái mặt đồng hồ xe này các bác. Đây là máy móc của chiếc xe nhé. Có nghe tiếng máy thì đối với dòng máy linh chạy rất là bốc, không giảm trong xe capo. À, chủ xe vừa thay cái này em thấy là mình nguyên mới. À, chân máy xe nói chung là chiếc xe này chạy gầm bệ thì cũng khá là chắc chắn, mà máy móc thì bốc, Kia Morning thì con nào máy móc cũng bốc cả. Đấy, với mức giá 160 triệu, anh em có nhu cầu mua thì hãy liên hệ em theo số điện thoại 0966 668 121, địa chỉ của em ở thị trấn Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Các bác đến mua thì các bác ở gần thì có thể check bản đồ nó ra, cứ đến thị trấn Kinh Môn là em ra em đón. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip lần sau.